cùng Spy Room hướng về miền Trung ruột thịt, những câu chuyện về bão lũ miền Trung, những số phận thương tâm bị lũ cuốn trôi đi toàn bộ tài sản, những hy sinh của nhiều chiến sĩ công an công tác cứu hộ, những khó khăn trong việc cứu trợ và giải cứu người dân khỏi vùng ảnh hưởng của lũ lụt là điều mà đội ngũ Spy Room tin rằng ai cũng có thể thấy được và vô cùng đau xót trong những ngày vừa qua. Trong hoàn cảnh này, chúng tôi thật sự mong muốn có thể góp một phần nhỏ, kêu gọi cộng đồng nhện cùng chung tay giúp đỡ người dân miền Trung vượt qua khó khăn hiện tại. Để tham gia cùng chúng tôi, các bạn có thể chuyển khoản theo thông tin sau. Số tài khoản sẽ được để ở dưới phần comment. Số tiền nhận được sẽ được team Spy Room cập nhật liên tục, thống kê rõ ràng và đăng tải ở bài viết dưới đây. Bài viết bọn mình cũng sẽ để link ở dưới phần comment. Đồng thời gửi đến bác sĩ Dương Minh Tuấn, một trong số các tác giả của quyển sách Người trong muôn nghề, người hiện đang làm bác sĩ tình nguyện tại Quảng Bình. Mới đây, anh Tuấn vừa đăng một bài viết kêu gọi một người giúp đỡ người dân ở các xã biên giới tại đây. Chúng tôi hy vọng có thể đồng hành cùng anh để phần nào hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả thiên tai. Đặc biệt, với mỗi phần ủng hộ từ 300.000 Việt Nam đồng trở lên, Spy Room xin phép được gửi tặng bạn một cuốn sách Dăm ba cái tuổi trẻ có lời cảm ơn được viết bởi chính đội ngũ admin động nhện. Xin các bạn vui lòng comment hoặc inbox thông tin để team Spy Room được biết. Về phía chúng tôi, đội ngũ admin cũng sẽ trực tiếp đóng góp 5 triệu Việt Nam đồng để đồng hành cùng tất cả mọi người trong thời điểm khó khăn này. Lời cuối, xin cảm ơn tất cả các bạn đã nghe đến đây. Chúng tôi biết rằng vẫn còn nhiều tổ chức uy tín khác đang kêu gọi nguồn quỹ hỗ trợ và việc đóng góp cho miền Trung cũng có thể qua nhiều cách khác nhau bên cạnh việc quyên góp tiền. Spy Room Team hy vọng rằng mỗi người có thể tìm được một cách phù hợp cho bản thân để cùng nhau hướng đến miền Trung trong những ngày này nhé. Quê tôi có bài hát bắt đầu bằng câu "Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm". Câu hát này được sáng tác có lẽ là vì hễ cứ trời mưa là nước ở xứ Quảng nổi lên ngay. Không riêng gì Quảng Nam, các tỉnh miền Trung lân cận đều chỉ có hai mùa, mưa và nắng. Mùa nắng thì chói chang khô cháy cả tóc, mùa mưa thì nước trút xuống ngập cả nóc. Năm nay mưa lại về, lũ lụt lại đến, có điều là to hơn mấy năm trước một chút. Những năm gần đây, khi Internet và mạng xã hội phát triển, hình ảnh về lũ lụt miền Trung được đưa lên khắp nơi đều biết. Nhiều người chưa sống ở vùng lũ thấy những hình ảnh lụt lội sẽ thắc mắc không biết là lũ cứ về như vậy hàng năm thì người ta sống ra làm sao. Ở đâu thì tôi không biết, còn người dân quê tôi thì mấy chục đời nay, không phải là mấy chục năm nay đâu, họ đều đã sống cuộc sống như vậy rồi. Ở quê tôi, cứ khoảng 3 nhà thì sẽ có một nhà có một chiếc ghe nhỏ, mùa khô thì cứ treo nó lên trái nhà, sau hè để che nắng che mưa cho lũ gà, mùa lũ thì thả xuống làm phương tiện đi lại, mà thực ra có đi lại được lâu đâu, chỉ xài được vài ba ngày thì lại phải treo lên lại vì nước rút, hết lụt. Nhưng họ vẫn giữ chứ không hề bỏ hẳn, đó là phương tiện vô cùng cấp thiết trong vài ba ngày lụt lội đó. Những ngôi nhà được xây cũng tính đến chuyện lũ lụt, nhà nào cũng sẽ cao hơn mặt đường ít nhất 1 mét. Trong nhà thì phải có cái gác lửng nhỏ, khi nước vào nhà thì dọn lên đó ở tạm mấy hôm rồi xuống. Chuồng heo bò gà có khi còn cao hơn cả nền nhà, để khi nước lên thì không phải lo nghĩ nhiều từ mấy con vật nuôi. Còn nhà nào thực sự thấp quá và không có điều kiện thì mùa lũ họ chuyển sang mấy nơi cao hơn hoặc trường học gần đó để sống tạm ít hôm. Các trường học, kể cả là trường tiểu học thường có 2 tầng, mùa lũ dùng làm nơi tránh lụt rất tốt. Nếu đã chuẩn bị được như thế thì cuộc sống hàng ngày lũ lụt có khổ không? Vẫn khổ lắm chứ, có cực không? Cực chết mẹ luôn, nhất là lúc dọn đồ đạc trong nhà lên cao để không bị ngâm nước. Càng hiện đại, đồ dùng trong nhà càng nhiều, giường nệm, bàn ghế, sofa, tivi, máy giặt tủ lạnh, quạt máy bình nóng lạnh, rồi còn vài ba chiếc xe máy. Tất cả không thể ngâm nước phải chuyển chúng lên cao. Ở thời điểm đó thì ban đêm đâu ngủ được, rồi còn phải dốc sức dọn đồ, nhà càng nhiều đồ, dọn càng mệt. Khi nước rút thì lại dọn nhà một lần nữa, phải dội rửa bùn đất khắp nơi, rồi khiêng đồ đạc xuống lại. Nhà nào lười thì cứ để đó đến hết mùa mưa lụt. Vì lũ lụt năm nào cũng đến như vậy, nên nó cũng đã trở thành một nét sống quen thuộc. Người dân quê tôi thường hay chuẩn bị sẵn một hũ mắm, dưa cà muối cho mùa mưa. Bữa ăn thực đơn giản với món kho quẹt, dưa trộn, không phải là bữa ăn như vậy vì thiếu thịt cá đâu. Ngày mưa lũ thịt cá nhiều lắm, thậm chí là nhiều hơn cả ngày thường. Nhưng các loại rau thì thiếu, ăn thịt cá không có mùi thơm từ rau thì nó không ngon tí nào, nên thịt cá vẫn không ngon và đậm đà bằng mấy món đơn giản ấy. Lý do nữa là vào mùa mưa, củi ướt khó khăn, nấu mấy món thịt cá ấy thì tốn nhiều công lắm và vì chúng cũng tốn kém nữa. Ăn gì nhanh gọn lẹ là được, mì tôm cũng là một thứ khá ổn, chịu khó trong vài ba ngày lũ lụt thôi mà. Nếu mọi thứ chỉ là cuộc sống trong những ngày lũ thì sẽ chẳng có gì đáng lo ngại cả. Nhưng lũ lụt thường đi kèm những thứ khác, đặc biệt là khi liên quan đến cả mạng con người. Ai cũng biết khi nước lên thì chỉ nên ở nhà thôi. Nhưng có những tình huống bắt buộc như việc trượt ngã chấn thương lúc dọn đồ đạc sẽ cần cấp cứu. Cho nên cái đáng sợ nhất của mùa lũ lụt là có chuyện xảy ra và buộc người ta phải rời nhà lúc nước đang dâng cao. Đáng ngại nhất là lũ cộng cùng với gió lốc bão. Khi bên dưới là nước và gió lốc xuất hiện ở trên thì chẳng thể chạy đi đâu cả.
có những chuyện kể của mấy cụ quê tôi ngày xưa về chuyện khi nước dâng cao, họ ở trên gác và bão cùng lúc kéo tới. Họ làm đơn giản là lấy dây buộc vào người, rồi buộc đầu còn lại vào cột nhà. Cách này có thể không cứu được họ, nhưng giữ được không để xác họ trôi mất tích trong trường hợp nhà bị sập đổ. Mưa lũ cũng là mùa được nghỉ học thường xuyên, vì nếu để bọn trẻ ra đường cũng là tăng nguy cơ. Bọn học sinh thì thích chuyện nghỉ học này lắm, được đi chơi lội nước khắp xóm, và cũng chính việc đi chơi này đã có biết bao nhiêu đứa trẻ bị nước cuốn trôi. Ở quê tôi có một đoạn đường quốc lộ chạy ngang qua, nơi mà nước sẽ lên tràn qua rất xiết. Những người từ nơi khác đi qua thường rất chủ quan khi thấy trên đoạn đường này người ta có thể lội bộ và nước chưa đến đầu gối. Họ chạy xe máy qua, xe máy đi dưới nước rất chậm, tay lái không thể điều khiển được đúng hướng, hơn nữa còn không thấy mặt đường. Thế là bị đẩy trượt ra khỏi lòng đường, nước cuốn trôi. Vấn nạn này gặp nhiều đến nỗi giờ cứ nước vừa tràn qua đường trên mắt cá chân là sẽ có bảo vệ chặn hai đầu đường không cho ai đi qua nữa. Vì cuộc sống khó khăn nên người dân miền Trung rất chắt chiu trong việc tiêu pha cũng như chủ tâm trong việc tiết kiệm. Nếu kiếm được kha khá tiền, họ thường dùng một số rất ít để mua sắm này nọ, còn lại là dành dụm. Xong rồi khi đủ sẽ đổ một chỉ vàng để dành cho những việc đại sự như xây nhà mới hay tổ chức đám cưới con cháu. Đồ dùng trong nhà luôn quý giá với người miền Trung, thứ họ chắt chiu lắm thì mới sắm được. Mùa lũ lên thường có sự kêu gọi vận động di tản tránh lũ, nhưng chẳng mấy ai đóng cửa nhà bỏ đó mà đi đâu. Vì họ còn phải lo đồ dùng trong nhà không được để nó thấm nước hoặc trôi mất. Thế nên vẫn thường xảy ra những trường hợp lũ lên cao quá so với dự tính chủ quan của người dân. Họ bị mắc kẹt lại ở nhà, không điện, không đèn, không báo được ai đến cứu giúp. Ngày nay họ cũng vẫn cải tính như vậy, nhưng đỡ hơn là vì gần như nhà nào cũng có điện thoại để gọi. Nhưng đội cứu hộ thì vẫn có hạn, nên những việc đáng tiếc thì vẫn cứ xảy ra. Nếu bạn làm công việc hỗ trợ, quyên góp tặng tiền mặt cho người dân vùng lũ và nghĩ họ sẽ mua sắm mấy thứ như chăn mền, áo ấm, đồ ăn ngon thì bạn đã nhầm. Với tính chắt chiu, họ sẽ cất giữ số tiền đó theo cách mà tôi kể ở trên và vẫn tiếp tục ăn món kho quẹt qua ngày mà thôi. Mẹ tôi là một người điển hình lớn lên trong cuộc sống khó khăn của miền Trung. Mặc dù cuộc sống bây giờ có khá hơn, nhưng cái thói quen chắt chiu vẫn còn đó. Nếu bữa ăn trong nhà còn thừa một chút đồ ăn, cơm hay canh, bà sẽ đậy lại đó, không bỏ đi. Có thể qua tận ngày hôm sau, trong bữa ăn mới, bà sẽ lại ăn chúng đầu tiên, miễn sao là chúng vẫn còn ăn được. Việc này lại sinh cho tôi một thói quen, tôi sẽ thường cố ăn sạch tất cả các nồi, không chừa lại một hạt cơm nào, và tôi rất ghét cái thói chừa lại miếng cuối cùng trên đĩa của nhiều người. Nói thế thì nếu quê tôi không có lũ lụt, liệu cuộc sống có tốt hơn không? Tôi xin nói thẳng là không. Đa số người dân quê tôi là nông dân. Tôi sống cạnh một cánh đồng hoa màu rộng mênh mông, phía bắc không xa cũng là một cánh đồng lúa nước cỏ bay thẳng cánh. Nếu không phải là nông dân, bạn sẽ chẳng quý cái lũ lụt. Khi nước lên, các loại gây hại như chuột, dịch bệnh, sâu bọ, châu chấu sẽ bị nước cuốn trôi và tiêu diệt. Đất phù sa, đất bùn non cũng theo lũ phủ lên các cánh đồng. Nếu không có lũ, mùa sau sẽ là một mùa không tốt, có khi là mất mùa. Trước mùa mưa, đất hoa màu thường bỏ hoang cả tháng, không trồng cây gì cả, vì sắp vào mùa lũ, cỏ mọc xanh nhưng nếu không có lũ, cỏ sẽ chết và việc dọn chúng cho mùa mới sẽ là cực hình. Người nông dân thì thường không có nghĩ xa, họ chọn việc đơn giản là dùng thuốc diệt cỏ. Sâu bọ nhiều thì họ dùng khá nhiều thuốc trừ sâu, nhưng các bạn biết mấy thứ đó chẳng tốt lành gì đâu đúng không? Nói đến lũ lụt, thật khó để bỏ qua cái chủ đề về chuyện thủy điện. Tôi sẽ nói về chuyện này dài một chút. Thời đại Internet bùng nổ, dân vùng lũ sẽ biết được đến nhiều hơn. Những người sống trong sự khổ cực của mùa lũ cũng sẽ có nhiều nơi để kêu than và chửi rủa hơn. Và họ thường tìm một cái gì đó để than cho cái cơ cực của mình. Thủy điện được mang vào câu chuyện này. Nếu lấy kinh nghiệm sống của tôi cạnh một cánh đồng hoa màu ở Quảng Nam, tôi dám chắc chắn từ ngày có thủy điện ở thượng nguồn thì lũ lụt ít hơn, mức độ cũng thấp hơn. Những cơn lụt tiểu mãn, khi mà lượng mưa lớn bất thường trái mùa làm nước dâng lên cao lúc hoa màu đang tươi tốt cũng giảm hẳn. Nếu có những con nước thì chúng cũng lên nhanh và rút đi khá lẹ, không còn kéo dài như trước đây. Cái lý do duy nhất trong chuyện này có lẽ là người ta đang cần một thứ gì đó để đổ lỗi cho cái cơ cực của bản thân họ thôi. Năm nay mưa miền Trung lớn kỷ lục, ghi nhận trong một tuần từ ngày 6 tháng 10 là khoảng 2.600mm. Người ta không biết rằng lượng mưa cường độ 500mm đến 700mm nó kinh khủng khiếp như thế nào đâu. Lượng mưa trung bình năm của miền Trung chỉ rơi vào khoảng 2.000 đến 2.500. Bạn có thể thấy lượng nước mưa trung bình năm đã đổ xuống trong một tuần ở trên. Nhưng năm nay lũ ở Quảng Nam không quá cao, không vượt kỷ lục, thậm chí nó còn cách cái kỷ lục cũ hơn 1 mét nước nữa. Thế mới thấy được cái làm của các hồ thủy điện. Tất nhiên hồ thủy điện không thể ngăn lũ hoàn toàn và người ta chỉ biết rằng khi các hồ thủy điện ngưng giữ nước, xả tràn xả lũ thì lũ sẽ lên. Các tờ báo thường nhắm vào lòng hậm hực của người dân bằng các câu kiểu như nhiều thủy điện Quảng Nam xả lũ 5.000 mét khối nước trên giây, nước các sông dâng cao, gây chia cắt nhiều nơi.
nhưng họ đâu biết rằng những thời điểm nhạy cảm như vậy thì công suất xả của hồ luôn thấp hơn hoặc bằng công suất đến thôi. Họ chỉ nói đến công suất xả, nhưng không hề nhắc tới công suất đến của nó nhiều cỡ nào, và lượng xả này còn phụ thuộc vào lượng nước đang có ở trong hồ. Nhưng có ông kỹ sư nào dám đứng ra phản biện đâu, vì bên kia chiến tuyến quá đông và quá cảm tính, đi ngược dòng dư luận như thế thì chịu sao thấu. Thật buồn là có cả những người thân của tôi cũng có cách suy nghĩ như vậy, nhưng tôi không thể giải thích cho họ hiểu được. Cái cơ cực đã làm họ hiểu theo cái cách mà họ muốn hiểu, bây giờ không thể lấy cái lý lẽ để thuyết phục sự cảm tính được. Chỗ tôi ở Quảng Nam bây giờ thì các thời điểm nước lên luôn được báo trước và dự báo được mực nước sẽ lên đến đâu dựa vào mức xả của các hồ. Luôn có các công điện thông báo về các vùng hạ nguồn trước khi xả. Do vậy, người ta sẽ biết trước được thời điểm nước sẽ lên và mức nước dự tính đến đâu để dễ dàng ứng phó. Mà thực ra thì trong vài năm gần đây vùng chỗ tôi có cơn mưa lũ nào ra hồn đâu, mùa màng vì thế mà cũng bị ảnh hưởng theo. Năm nay thì hơi nhiều nước tí, nông dân cũng chống lũ khá cực, nhưng ai có vẻ cũng hài lòng. Nước còn chưa rút hết mà người ta đã trèo ghe ra cười đất đai ở ngoài kia bồi lở như thế nào rồi. Nhiều người lại có ý nghĩ rằng sao các hồ thủy điện lại không xả hết nước vào ngày nắng để ngày mưa chứa được nhiều nước hơn, như thế sẽ chống được lũ. Nhưng như tôi đã nói ở trên, thứ nhất là nông dân thì cần mùa lũ. Điều thứ hai cũng khá nực cười vì thủy điện người ta làm ra để chạy điện và điều tiết nước chứ có dùng chống lũ hết được đâu. Nếu bảo xả hết rồi năm đó không mưa thì nước đâu mà xài. Việc xả nước cũng phụ thuộc vào nhiều bên nữa, quan trọng nhất là bên khí tượng thủy văn dự báo lượng mưa trong vài ngày tới. Nếu có ai chưa tin về việc giảm lũ của hồ thủy điện thì hãy tự tìm hiểu chút về lịch sử hồ Hòa Bình. Ngày xưa tôi có được học địa lý thì đó là công trình trị thủy lớn nhất nước. Từ ngày có thủy điện thì vùng hạ lưu sông chẳng còn mấy lũ lụt. Nếu bạn quen biết thế hệ cũ, từng sống trong vùng hạ lưu sông Đà hoặc sông Hồng thì hỏi xem về chuyện lũ lụt hồi đó như thế nào. Tôi cũng không rõ vì đó không phải là nơi tôi sống. Trở lại với tình hình lũ lụt đang xảy ra ở miền Trung, người dân quê tôi có rất nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống chung với lũ. Đấy là một điều may mắn, nhưng ở một số nơi khác thì không được như vậy và dẫn đến thiệt hại khá nhiều. Việc mọi người kêu gọi hỗ trợ quyên góp đến với những người cần sự giúp đỡ ở vùng lũ là một điều vô cùng quý báu. Người miền Trung chất phát, ăn nói có phần bộ bã, nhưng tính tình bên trong vẫn chịu khó kiên cường. Cùng với sự giúp đỡ của cả nước, họ sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này thôi, như cái cách mà ông bà tổ tiên họ đã từng. Tôi tin là vậy. Nào các bạn, hãy cùng Pink Dot hướng về khúc ruột miền Trung yêu thương. Lá lành đùm lá rách vốn là một châm ngôn sống ngàn đời của người dân Việt Nam. Cuối cùng, tôi thật lòng mong ước những khán thính giả của Spy Room hiện tại đang sống trong tâm lũ lụt được bình an. Các bạn hãy cố gắng và đừng cảm thấy cô độc vì ít nhất có chúng tôi luôn hướng suy nghĩ tới các bạn. Chúng tôi yêu các bạn. Đây là Spy Room, còn tôi là Pink Dot. Love ya!